Em đến rồi đây à? Đợi tao một tí nhá, tao đi gọi nước. Ừ. Cô nói cái gì đấy hả? Tôi thấy cô mở dịch vụ hôn nên tôi ủng hộ. Chứ biến thái gì đấy? Anh bị hâm à? Dịch vụ gì? Có chuyện gì thế Linh? Tự dưng cái tên biến thái này ở đâu ra nhảy vào xong rồi hôn tôi. Sợ kêu tôi mở dịch vụ gì gì ấy. Này này, cô ăn nói cho cẩn thận cái miệng nhá. Rõ ràng tận mắt tôi thấy dòng chữ ở đằng sau lưng cô kia kìa là 50.000 một nụ hôn. Thì tôi mới làm thế đây. Đây. Đâu rồi? Giấy với trả tờ cái gì? Cái loại biến thái như anh ấy, lắm trò lắm. Anh nói thật đi, có phải là anh thấy bạn tôi xinh xắn lại ngồi một mình nên là anh tính dở trò, nhưng mà bị phát hiện nên là anh tìm cách chống chế đúng không? Này, chắc chắn là như thế rồi. Chứ trên người tôi làm gì có giấy tờ nào? Nếu mà có thì tôi phải biết chứ. Đùa, tôi nói mà chả ai tin gì cả. Tôi không chơi với hai cô nữa. Ơ này này, này, này. Anh chỉ xin lỗi tôi chứ. Này, thôi, thôi bà ơi, bỏ qua đi. Coi như là môi bà vừa vào phải sỏi đá đi. Đèn. Để anh xem. Gái có chồng rồi mà đi hôn hít trai lại như thế. Là em á, em phải xem xét lại. Không thể như thế được. Anh không tin Linh lại là một con người như vậy. Chứng cứ lù lù ra như thế rồi mà không tin à? Clip này là thật sao? Biết đâu lại có người dàn dựng thì sao? Ồ hay anh nhở. Thật 100% đấy. Nếu mà anh không tin ý, anh đi ra ngoài quán cà phê mà anh hỏi đi. Không thì anh chết cam ý. Anh hỏi mấy bạn nhân viên xem. Hôm đấy các bạn còn trầm trồ bảo hai cái người này gì mà hôn nhau thắm thiết thế. Người ta còn tưởng là tỏ tình ý. Thôi rồi, để anh đi hỏi Linh. Sao mà làm thế được? Bây giờ anh mà hỏi Linh á, kiểu gì Linh trả chối. Nhưng mà anh vẫn không thể tin Linh lại cắm sừng anh một cách công khai như vậy. Thì bây giờ mình phải bắt tận tay dây tận chán. Mình phải theo dõi, mình ghi lại những cái bằng chứng, những cái việc làm sai trái mà Linh làm sau lưng anh. Nhưng mà cách nào? Thì bây giờ em đi theo dõi Linh. Dù gì thì em với Linh cũng là bạn bè của nhau. Em đi theo chắc Linh cũng chẳng nghi ngờ gì đâu. Bàn vẫn còn chỗ đấy. Anh muốn ngồi cạnh tôi không? Em mời anh đấy à? Thank you. Chào em xinh quá. Hình như là mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Này, cô có phải là bạn thân của cái cô mà hôm trước tôi hôn nhầm đúng không? Này, cô định làm gì hả? Đúng, tôi là bạn thân của người con gái mà anh đã hôn hôm nọ đấy. Tôi biết ngay mà. Chắc là hôm nay cô đến đây để mà cô thay mặt bạn thân của cô để mà trả thù tôi có đúng không? Này, tôi đã nói rõ với cả hai cô rồi là không tự nhiên tôi hôn cô ấy cả. Là do cái tờ giấy dán ở sau lưng cô ta thì tôi mới hôn cô ấy thôi. Tờ giấy đó là do tôi dán đấy. Cái gì cơ? Tôi làm như thế là muốn có người lao đến hôn nó thật. Để tôi còn quay video gửi cho chồng nó chứ. Nhưng mà rõ ràng cô với cô ta là bạn thân với nhau cơ mà. Thì đúng. Nhưng mà tôi muốn chồng nó biết nó là cái loại con gái lăng loàn, ngoại tình với trai lạ. Rồi hai vợ chồng nó chia tay. Sau đó tôi sẽ đến an ủi anh ấy. Và anh ấy sẽ siêu lòng trước tình cảm của tôi. Tôi hiểu rồi. Tức là cô thích chồng của bạn thân cô nên là muốn tìm cách để mà chia rẽ hai người họ có đúng không?
không phải là tôi chia rẽ gì cả, là tôi đang muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Rồi, thôi, cái chuyện bùng binh tình cảm của cô ấy, tôi không quan tâm, tôi né đấy. Khoan đã. Sao nữa? Hôm nay tôi ngồi ở đây là đợi anh. Cô đợi tôi á? Mà tiện đây thì tôi cũng muốn anh làm tình nhân của bản thân tôi. Tôi nói thật đấy, tôi đã mua chuộc nhân viên ở đây để hỏi với anh rồi. Anh đã từng bị mấy tay chủ nợ đến đây để đòi nợ đúng không? Xem ra tình hình kinh tế của anh cũng không khấm khá gì nhỉ. Cô biết hơi nhiều rồi đấy. Thì đúng rồi. Thế nên là tôi muốn anh nhận công việc này. Sau đó thì tôi sẽ cho anh một khoản tiền xứng đáng. Đằng nào thì tôi và anh cũng chả quen biết gì nhau. Xong việc tôi trả tiền cho anh, rồi đường ai nấy đi, chả liên quan gì đến cuộc đời của nhau. Tôi đồng ý. Vô. Uống từ nãy tới giờ rồi, có chuyện gì nói đi. Tôi đang chán đời vì thất tình. Cái gì cơ? Giang sát thủ mà cũng có ngày thất tình á? Có chứ. Mà tôi lại phải lòng đàn ông đã có vợ. Mà nói gì đấy? Đồn không địch đầy ra đấy, sao lại phải đi đâm đầu với cái đồn có địch làm gì? Tôi cứ thích thế mới tài chứ. Nhưng mà tôi là người thích anh ấy trước, vậy mà có đứa nó đến sau, nó chen chân vào, nên là tôi rất rất ghét. Đúng là cuộc sống. Mà thôi, uống đi. Đồ. Sao nhanh thế? Không biết uống bia đâu. Uống được vài ngụm đã ngất ngây rồi đấy rồi. Đúng là bạn thân của nhau có khác. Hiểu nhau đấy. Đến nỗi cướp quả chồng của bạn. Nói ít thôi. Anh không nói hoài bảo anh câm đâu. Bao anh động đi. Anh làm cái gì đấy? Trước khi mà triển khai hành động, tôi muốn cô phải nói rõ ràng kế hoạch rằng cô chính là người thuê tôi ngủ với cả cô Linh đây. Không, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì tôi có cái để mà phòng thân chứ. Có cần phải chắc chắn như thế không? Chắc chắn. Tôi giúp cô xong, cô bùng tiền thôi thì thôi, phải làm thế nào? Cô thì cũng chắc chắn bổ sư ra, có chịu thanh toán trước đâu. Tôi với cô lại không quen nhau nữa thì tôi lấy gì để mà tin cô đây? Thì được. Tôi khẳng định tôi là người đứng sau mọi chuyện. Và sau khi xong việc thì tôi sẽ thanh toán hết toàn bộ tiền cho anh. Chưa rõ, vẫn còn thiếu. Cả cái việc mà cô dán giấy sau lưng của cô Linh đây, rồi dụ dỗ tôi hôn cô ta nữa ở quán cà phê, cũng phải nói về đây cho rõ ràng mà. Ừ thì đúng. Việc đó là do tôi làm đấy. Hậu quả về sau sẽ không liên quan gì đến anh. Thế là được chưa? Cũng gọi là tạm ok rồi đấy. Anh làm cái gì đấy? Hành động đi để tôi còn quay. Này, cô bị điên à? Có chồng cô ta ở đây, tôi làm sao mà dám làm? Đi đi. Mà vẫn còn tỉnh à? Anh Phương ạ,
Em vừa gửi cái bản ghi âm lời thú tội ngọt ngào của cô ấy cho anh nghe có rõ không ạ? Tôi nhận rồi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Thế là em xong việc rồi nhá. Anh Giai cứ giải quyết việc gia đình đi, xong thì tính tình cho em. Chúc em may mắn. Thì ra hai người đã biết hết mọi chuyện rồi. Tôi đã biết kể từ khi mà cô đưa cho tôi xem clip linh hôn một người đàn ông khác. Lúc đó là tôi đã nghi ngờ rồi. Mà bây giờ em có việc bận, em phải đi trước đây. Có gì thì em báo cho anh nhé. Anh nhớ ăn đầy đủ đi nhá. Suất cơm em đặt cho anh rồi đấy, lát người ta mang đến. Mình có gì đâu sai sai thì phải. Giang là bạn thân của vợ mình. Nếu cô ấy thực sự là một người bạn tốt thì sẽ không làm như vậy. Từ trước đến nay mình cũng thấy Giang rất hay quan tâm, chăm sóc mình. Có khi nào cô ấy có ý đồ gì đó với gia đình mình không? Ban nãy mình thấy Giang đi vào quán cà phê này mà. Kia chính là tên khốn đã hôn vợ mình. Hai người họ quen biết nhau sao? Alo anh Giai à? Vâng. Em gọi điện cho anh để báo cáo anh là thư thả. Anh sắp xếp cho vài ngày nữa em trả tiền. Nói thật với anh Giai là em vừa nhận được một vụ lớn mà cũng dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Đó là vụ dàn cảnh đánh ghen anh ạ. Cho nên anh cứ yên tâm, thư thả để cho vài hôm nữa nhá. Anh biết em à? Vâng ạ. Em chào anh ạ. Anh là sao lại ngồi đây? Nếu như mà anh kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện mà anh và cô gái vừa rồi nói, tôi sẽ cho anh tiền để trả nợ. Mà chẳng phải chủ nợ đang đòi anh hay sao? Tôi sẽ trả nhiều hơn giao kèo giữa anh với cô ta. Anh trả tiền nào? Mà anh trả câu hỏi đầu tiên của tôi đi đã. Anh là ai? Sao tôi dưng nhảy bổ đến đây? Xong rồi còn bảo cho tôi nhiều tiền nữa là sao? Hả? Tôi chính là chồng của cô gái mà hôm trước anh vừa hôn ở trong quán cà phê. Tôi muốn biết đằng sau clip đó là gì, và đó có phải là dàn dựng hay không? Anh cho tôi gấp mấy. Anh Giai, tính em từ xưa đã vốn công bằng rồi. Anh Giai nhiều tiền hơn là người thắng. Anh đã nói với em rất là nhiều lần rồi, Giang không phải là một người bạn đáng tin đâu. Em không tin Giang nó lại là người như thế đâu. Tôi nghe đây. À, thế ba sang nhà tôi đi. Chồng tôi đi về quê rồi, không có ai ở nhà đâu. Hôm nay tôi với ba say tới bến luôn. Em làm sao vậy? Đó chỉ là một cái bẫy của cô ta thôi. Em vẫn muốn làm một phép thử dành cho tình bạn của chúng em. Anh yên tâm, em sẽ giả vừa say. Được rồi, vậy anh sẽ ở trong phòng ngủ. Có vấn đề gì anh sẽ nhận ra. Tôi cứ tưởng tôi với bà là bạn thân tri kỷ cơ đấy. Tại sao bà lại làm như thế với tôi hả Giang? Tao là người thích anh Phương trước, nhưng mà tại sao mày lại xuất hiện để anh Phương thích mày rồi cưới mày? Mày có gì hơn tao chứ? Tao không cần đâu.
Không ai có thể phá vỡ được tình cảm của tôi với cả Linh đâu. Hơn nữa, tôi không hề thích cô. Kể cả là Linh có không xuất hiện thì tôi cũng không bao giờ tôi yêu cô đâu. Tôi rất buồn vì tôi luôn coi bà là bạn thân, vậy mà bà lại đối xử như thế với tôi. Từ giờ bà không còn là bạn thân của tôi nữa. Bà đi khỏi đây đi. Được. Để tôi chống mắt lên nhìn hai người hạnh phúc được bao lâu.